Đài truyền hình SPTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng, đi vào khung trời kỷ niệm của ngày nào trong 26 nhạc phẩm được chọn lọc thật kỹ lưỡng. Những mối tình của tuổi mộng mơ ở cổng trường Trương Vương, Gia Long. Họ đó luôn làm lòng ai đó, đến nay vẫn sống âm thầm trong nỗi nhớ. Hãy một lần bước về dĩ vãng để sống lại những ngày xưa thân ái. Để order DVD xin liên lạc 714 636 1121 hoặc 888 500 2018. Quý vị có thể order trên online spgian.tv hoặc mua digital copy trên spgiango.com. Xin chào quý khán giả theo dõi xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long Thưa quý vị, trong cái sự kiện liên quan đến những cái thiên tai xảy ra cho uh, cho đất nước thì một số chính trị gia đã phải gặp, phải đối mặt những cái vấn đề khó khăn Có người thì do chính họ gây ra, có người thì do một cái hoàn cảnh nào đó Nhưng mà trong chương trình xoáy tin ngày hôm nay, anh em chúng tôi đưa ra một vài nhân vật liên quan đến những chuyện hot đang xảy ra ở tại những quốc gia hoặc là những khu vực mà những nhà chính trị gia này đang phải gặp những chuyện nhức đầu và đó là chủ đề câu chuyện ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng, bao nhiêu nhân vật là sẽ được đem lên bàn để chúng ta mổ xẻ. <laughs> à, thưa quý vị trong những ngày qua thì có ba cái người gọi là được người ta chú ý nhiều vì có những cái scandal. À, thứ nhất là ông thống đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York, thứ, thứ nhì à, là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas và, thương 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 và thương thứ ba là ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư chủ tịch nước Việt Nam ba người này làm gì mà nó có scandal? À, chúng tôi sẽ trình bày phân tích quý vị ba cái trường hợp. Trường hợp đầu tiên là ông Andrew Cuomo thống đốc tiểu bang New York người đảng dân chủ cách đây một tuần thì một người cho biết là ông đã giấu con số người chết vì Covid-19 hồi năm ngoái thay vì vào khoảng 15.000 người thì ông chỉ báo cáo gần 9.000 người tức là thiếu mất khoảng 6.000 người. Những người là trong các bệnh viện, ông chỉ báo cáo những người trong nước sinh hôm không báo cáo người trong bệnh viện. Thì theo như sau đó thì ông cho biết là ông không muốn làm cho người ta hoảng sợ thành ra báo cáo con số nó ít, mày giống kiểu Donald Trump. À. Thì cái chuyện này nó xảy ra rumbean và bắt đầu sau đó có một vị dân biểu đó, uh, của tại tiểu bang new york và cùng đảng dân chủ luôn đó. ông này nếu tôi nhớ không lầm ông là andrew kim đó. ông này ông mới chỉ trích là ông andrew Cuomo là làm cái chuyện đó là không được đó. thế thì khi mà chỉ trích như vậy đó thì ông andrew Cuomo ông lại phản công lại ông nói rằng là ông này là uh, coi như tham nhũng À, tố cáo như vậy mà hai người là cùng đảng với nhau thì đó là cái câu chuyện và bây giờ đó thì uh, nó xảy ra như sau là ngay cả cái ông phóng viên mà chris como của đài cnn là em ruột của ông como này là à, xin lỗi ông kia là ron kim nhưng mà là ron kim ron kim yeah. thì bây giờ đài cnn đó, họ không cho cái ông em làm tin tức về ông anh nữa không cho nữa bởi vì như vậy nó mâu thuẫn quyền lợi rồi đảng cộng hòa tại tiểu bang new york á, bây giờ họ đang soạn thảo cái dự luật gọi là chất phế ông andrew cuomo trong khi bên đảng dân chủ đó thì họ đang cũng soạn thảo cái dự luật khác luôn không cho ông toàn quyền trong vấn đề covid 19 nữa bởi vì trước đây họ cho ông một cái gọi là quyền khẩn cấp để đối phó với tình trạng mà covid 19 xảy ra năm ngoái ở tại new york có lúc là lên rất là cao nhất nước mỹ luôn và nhờ sau đó số người chết nó giảm đi và người ta khen ngợi ông Andrew Cuomo. thậm chí ông sắp sửa ra cuốn sách nữa à, nói về cái chuyện ông chống Covid 19 ở New York nó yên vẻ ra chỉ lại giấu mất 6.000 người chết đó là câu chuyện mà ông đang bị gọi là người ta nước thương lòng vâng trong cái sự kiện này có một điều mà chúng ta chú ý là ông uh, dân biểu ông ông uh, Ron Kim của tiểu bang Uh, New York thì, thì thì cái hình ảnh của ông. Ông là ông ông, dân, ông, dân biểu tiểu bang, bang cả, chứ không dân phải dân biểu liên bang. Dạ dân Hả? biểu tiểu bang. Thì uh, đây là cái sân khấu chính trị của tiểu bang thì uh, ông Ron Kim thì ông lại có một người chú hay cậu gì đó bị uh, uh, thiệt mạng vì cái vụ Covid-19 ở, ở tại tiểu bang New York. Thì chúng tôi không biết rằng là cái trong cái sự kiện mà ông chú hay ông cậu của ông này chết có nằm trong cái 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 phạm vi mà ông à uh, Cuomo che giống hay không. Nhưng mà ông lên tiếng ông nói là ok ông thống đốc, ông phải là tìm ông phải lên tiếng là xin lỗi những gia đình của của những người đã chết vì Covid-19 trong trường hợp như thế này. Thì uh, từ đó sinh ra nhiều cái chuyện mà ông Cuomo thì cũng muốn là những người nào cùng phía của ông là như là làm cho mọi chuyện nó nhẹ đi để mà cái chuyện cho nó qua. Nhưng mà câu chuyện nó lại gia tăng hơn khi ông Kim lại tố cáo ông Cuomo này là lên tiếng và cái áp lực cho ông để mà à, à, giảm nhẹ cái câu chuyện này. Thì thưa quý vị, đây là một cái chuyện gấu ó giữa ngay trong nội bộ mà cái điều cũng đáng chú ý thưa anh Dũng. Ông Ron Kim này là thuộc cái nhóm progressive trong phía Đảng dân chủ. Thì đây cũng là một cái chi tiết chúng ta cũng uh, chú ý nha. Ờ, uh, khi chuyện này xảy ra thì ông Ron Kim ông, ông, ông viết một bài ông chỉ trích ông Andrew Cuomo viết trên tờ New York Post. The New York Post quý no vị biết là cái tờ mà là của Đảng Cộng Hòa. Đã ông viết hôm thứ năm tuần trước. Uh, rồi sau đó thì ông có kể rằng là ông Andrew Cuomo gọi điện thoại cho ông và mà... mắng ông này khoảng 10 phút là lớn. Trong đó Andrew Cuomo có hỏi ông này là ông có phải là một người đàn ông là có lòng tự trọng hay không, Are you an honorable man? đó. rồi sau đó là hăm dọa là sẽ làm cho cuộc đời chính trị của ông dân biểu Ron Kim này sẽ tiêu tan và yêu cầu dân biểu Ron Kim này phải đưa ra một cái tuyên bố để mà xác minh lại à, phản lại những cái gì mà ông viết trên tờ New York Post đó, đó là câu chuyện nó như vậy và bắt đầu bên đảng dân chủ ban đầu á, thì họ cũng không có nói gì nhưng mà sau đó vì áp lực quá và đặc biệt là ngay cả đài cnn cũng bị đài fox bảo là đài cnn mấy ngày đầu không thấy nói nhiều sau đó cnn phải chấp nhận là khai thác vụ này tối đa là bởi vì cái chuyện mà ông thống đốc tiểu bang mà giấu cái số người chết đi như vậy không biết vì lý do gì nhưng mà cái đó là vô trách nhiệm và người ta cho rằng cái điều đó đều là sai trái thì như tôi nói hồi nãy là cnn không cho ông chris Cuomo là em của ông là cover chuyện này nữa nhưng mà khi bên đảng dân chủ mà chỉ trích ông enrico mo anh biết ai khoái không có người khoái ông Donald Trump không thiệt mà trong một cuộc phỏng vấn ông Donald Trump xong ông bảo trời ơi tôi không ngờ là bên đảng dân chủ Vũ ông này te tua luôn vũ nặng vậy khá là nặng đó, ông trump bảo mà giúp vậy là đúng ông trump bảo là giúp vậy là đúng rồi và ta thắc mắc là không biết Có phải ông Chris Cuomo này bắt trước ông trump hay không, không biết tại hai ông đều là người dân New York ông trump sau này mới chuyển qua florida ở thôi thì đó là câu chuyện mà ông Chris Cuomo chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày tháng tới là nó bên Đảng Cộng Hòa có đủ phiếu để mà chất phế ông hay không Và bên Đảng Dân Chủ đó có đủ phiếu để mà lấy lại cái quyền Mà ông đang điều hành ngăn chặn Covid-19 tại New York hay không Đó sẽ là một cuộc đấu đá chính trị kinh hoàng Bởi vì ông Andrew Cuomo, uh, sau vụ này thì cũng bị người ta để ý nhiều Ví dụ ông Dự Trù là sẽ ra tái cử năm 2022 Thì không biết sau vụ này có dám ra hay không Và hôm trước á, uh, Tên của ông cũng nằm trong danh sách của chính quyền Joe Biden. Ông Joe Biden định là đưa ông vô bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Tư pháp của liên bang, mà sau đó thì ông rút lui. Ông nói là tôi dự trù ra, tái ứng cử năm 2022. có nghĩa là ông từ chối cái 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 offer đó. Nghĩa là trong danh sách thôi, cân nhắc thôi, chưa chắc được. Rồi cuối cùng là <laughs> xin lỗi quý vị, ông Joe Biden mới chọn ông tránh án uh, Merrick Garland là như vậy. Bây đang chờ uh, thượng viện chuẩn thuận. Thì đó đó là câu chuyện của ông ông Andrew Cuomo thưa anh. Có một cái chi tiết cũng khá khá đáng chú ý nó 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 có liên quan đến nghề nghiệp của người Việt Nam đó là nghề neo. À, yeah. thì trong năm 2015 á, ông Cuomo với lại ông Ron Kim có đụng nhau à. khi chính quyền của tiểu bang New York là đưa ra một cái dự luật mà ông Cuomo à, hậu thuẫn là kiểm soát cái ngành neo cho à, về vấn đề an ninh vệ sinh cũng như cái luật lao động gắt gao thì thoát đầu ông Ron Kim ủng hộ cho cái dự luật đó nhưng mà sau đó ông lại đổi ý ông chống lại thì cái câu chuyện đó cũng là một cái chi tiết à, nó cũng khá là đặc biệt liên quan đến là hai người này cũng có một cái mối thù xưa thưa anh. Vâng và trong cái vụ Enrico này ra thì tin tức cho biết là ngày hôm qua FBI cũng như là ở Bộ Tư pháp của tiểu bang New York bắt đầu vào cuộc điều tra cái chuyện này FBI là của liên bang còn Bộ Tư pháp của tiểu bang là do cái bà Letitia bà mà đang điều tra cái vụ của ông Donald Trump á thì bà cũng cho biết là bên bà cũng đang điều tra xem cái chuyện này như thế nào đó là chuyện ông Andrew Cuomo chắc chắn là uh, những ngày tới nó sẽ khó khăn về phía bên đảng dân chủ tiểu bang New York thì có 9 người uh, đã viết cái thư gửi lên và tố cáo ông Andrew Cuomo là uh, cản trở công lý cản trở công lý trong cái chuyện mà không muốn cho uh, hâm dọa ông Andrew, uh, ông Ron Kim sau khi ông Ron Kim tố cáo chuyện này. Bởi vì bên nhân viên của ông uh, Andrew Cuomo thú nhận chuyện này sau đó nghe người ta uh, ngạc nhiên và cái ông Ron Kim ông mới chỉ trích. Thì đó là bên đảng Dân Chủ giờ họ đang bực mình với ông Andrew Cuomo là cái chuyện đó. Rồi bây giờ anh còn muốn nói gì về ông Andrew Cuomo nữa Không, thì chúng ta chỉ chờ xem <laughs> mọi chuyện đi đến đâu. Vâng. Trong khi đó thì tại tiểu bang Texas Chắc quý vị ngày hôm qua coi chương trình SPTN Morning Có nghe là, là chúng tôi có đề cập đến một trường hợp Đó là Thượng nghị sĩ Ted Cruz Ông bị tố cáo đi càn cun Trong lúc hàng triệu dân Texas đang bị bão thiếu sống thể thảm Và ngày hôm qua trên chương trình SPTN Morning Chúng tôi có nói là đến giờ phút đó Tôi chưa thấy văn phòng của Ted Cruz trả lời như thế nào Thành ra mình khoan xác nhận nhưng qua sau đó ngày hôm qua thì đã được xác nhận và xác nhận thế nào và câu chuyện này bây giờ nó nổ ra sao chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày cùng quý vị xin quý vị đừng rời màn hình SPTN Đài truyền hình SPTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dị vãng. Quý vị có thể order trên online sptn.tv hoặc mua digital copy trên sptngo.com.